Ok, dạ vâng, xin chào cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ạ. Hôm nay thì mình sẽ đi thăm bẫy nhé. Nay mình đi có một mình thôi. Đây, này là chiếc ngựa sắt giã chiến của mình đây. Nay mình đi thăm bẫy heo rừng nha mọi người. Cũng lâu rồi mình chưa lên đây thăm lại cái bẫy mà mình gài bữa trước đó. Từ chắc có phải 20 ngày nay rồi, mình chưa lên thăm lại. Nay mình sẽ đi thăm thử xem là heo nó có về lại bên này chưa nhé. Mời mọi người cùng theo chân mình ạ. Đây, ở đây mọi người có thể nhìn thấy là mình đang ở một quả đồi rất cao nhé. Nhìn về phía xa xa kia là những đốm trắng trắng, bên kia là thành phố Kon Tum đấy. Mình đang ở một đồi rất cao, lên đây là thu vào tầm mắt hết muôn trùng nước non rồi. Mọi người có thể nhìn thấy đây. Đây là rừng. Bên kia là đồi núi chập trùng. Mời mọi người cùng theo chân mình nhé. Đây mọi người, đây là một chiếc bẫy này, mà con gì nó bới tung tóe ra hết thế này đây. Lòi cái dây lên rồi. À, sẽ sửa lại nhá. Em sẽ sửa lại cái bẫy này. Để mình sửa lại cái bẫy này nhá mọi người nhá. Đây mọi người có thể thấy này. Mình đã sửa và ngụy trang xong chiếc bẫy này rồi nhá. Mong là lần sau đi thăm nó sẽ dính nhá. Rồi, giờ mình tiếp tục đi thăm những chiếc bẫy khác. Bữa nay nó rậm lên rồi. Càng ngày càng rậm. Cỏ lên rất nhanh luôn. Vẫn chưa thấy dấu heo về bên này. Đây mọi người, đây là cái chỗ heo nó nằm ở trước này. Láng hay cỏ này, đây là cái tổ của nó nhá. Nhưng mà đợt trước là nó bị cháy mất rồi. Mọi người thấy này, cái dấu nó nằm này, thấy rõ luôn này, đó, thấy rõ cái dấu nó nằm này. Bây giờ nó vẫn chưa quay lại, mình đi tem những cái bẫy khác tiếp nhé, thăm 3-4 cái đây, chưa thấy cái nào dính hết. Nó này rất chậm luôn nhé. Nay thì trước khi mình đi thì có anh cũng thấy kênh của mình và cũng mời mình qua bên kênh của anh Giang Lưu, tức là kênh của anh Tử A Páo ạ. Thì anh cũng được nhiều người biết đến rồi, cũng hơn 34.000 người đăng ký rồi mà không hiểu sao anh lại vẫn thích giao lưu với mình mà anh ở bên Đắk Lắk. Anh mời mình lúc nào có dịp thì đi qua bên anh chơi giao lưu. Chắc là để vài ít hôm nữa thì mình ráng mình đi làm mà kiếm ít tiền gì đấy rồi mình đi sẽ đi qua bên chỗ anh Tử A Páo để mình chơi nhá, thăm hỏi giao lưu học hỏi. Nếu mọi người muốn tìm hiểu rõ hơn về anh ấy thì có thể vào kênh Tử A Páo sẽ biết anh ấy nhá. Đây một chiếc bẫy nữa đây mọi người. Đây, lại bị lộ cái dây rồi, lộ cả cái thân do là trời mưa nhiều quá nên nó bị lộ cái dây ra này mọi người. Đây giờ mình sẽ lại sửa lại cái bẫy này tiếp nhé. Đây mọi người, mùa này quả cơ nia bắt đầu nó chín rồi nhá. Đây là quả cơ nia nhá. Đây là cây cơ nia này, đó. Đây là cây cơ nia. Quả nó nhiều mà nó nhỏ ở trên ngọn mình quay không thấy được đâu. Mình quay những cái quả nó rớt xuống dưới đất cho mọi người cũng thấy rồi. Đây, đây là quả cơ nia này. Bắt đầu chín vàng này. Ăn nó có vị chua ngọt ngọt chát, chua ngọt chát, có vị hơi đắng đắng nữa. Chua quá, chua chua mà chát chát. Đây mọi người, rất nhiều lắm, nó rụng xuống đây này, bên đây nhiều lắm này. Đây này mọi người, rụng nhiều luôn này. Đây. Đó. Chín vàng rồi này. Đây mọi người. Chua quá. Đây là bài hát bóng cây cơ nia đấy của cô Siêu Black hát đấy.
Đây, cây cania đây, thân nó rất to luôn. Đấy. Không ăn nữa. Thôi, đi thôi. Qua một hồi đi thăm bẫy thì heo nó chưa về khu này nha mọi người. Đi thăm mà chả có gì. Thăm hết bẫy rồi. Vì đây mình gài cũng không nhiều lắm, chỉ có đâu hơn 20 cái thôi. Vì mình gài bẫy lò xo đây là mình gài đánh theo cái đường nó đi nên cũng không gài nhiều. Đi thăm hết rồi mà vẫn chưa thấy nó về khu này. Mong rằng một ngày gần nhất nó sẽ về nhé, để mình sẽ làm video hay hơn, đẹp hơn cho mọi người cùng theo dõi. Giờ thì mình sẽ đi về. Lật qua đồi đây là tới xe là mình đi về nhé. Rồi, mời mọi người cùng về với mình nhé. Đây mọi người, giờ mình đã về tới xe rồi nhá. Ôi, đi nãy giờ cả nửa tiếng đồng hồ, hơn nửa tiếng đồng hồ mới về đến xe đấy. Đây, chiếc ngựa chiến của mình đây. Giờ mình sẽ đi về nhà nhá. Mọi người cùng theo mình về nhà nhá. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mình nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình ạ.